Xin kính chào quý ông bà và anh chị em cũng như toàn thể quý vị. Xin chào mừng quý ông bà và anh chị em cũng như quý vị đến với chương trình tìm hiểu tin mừng Chúa Nhật của truyền thông Chúa Cứu Thế. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài tin mừng Matthew chương 10 câu 26 tới câu 23. Xin lỗi câu 33. Tức là tin mừng của Chúa Nhật tuần thứ 12 mùa thường niên phụng vụ 5A. Thưa quý ông bà và anh chị em cũng như quý vị, và chúng ta bắt đầu với phần tìm hiểu bài tin mừng hôm nay với bối cảnh và cấu trúc của đoạn tin mừng Matthew chương 10 câu 26 tới câu 33. Và Matthew chương 10 câu 26 tới 33 này thì được đặt trong một cái bối cảnh và cấu trúc văn chương một cách rộng hơn. Tức là từ hết cả chương 10, từ chương 10 câu 1 cho tới chương 11 câu 1. Và đây là cái diễn từ thứ hai trong 5 diễn từ theo cách trình bày của tác giả Matthew trong sách tin mừng của Ngài. Diễn từ thứ hai này thì nói về các cái huấn thị của Đức Giêsu cho các tông đồ về việc loan báo tin mừng, tức là chỉ thị về sứ vụ. Trong cái chương 10 câu 1 cho tới 11, chương 11 câu 1 này thì chúng ta thấy có tất cả 8 cái phân đoạn như thế này. Cái thứ nhất đấy là từ câu 1 cho tới câu 4. Chương 10 câu 1 cho tới câu 4 nói về việc Đức Giêsu Ngài trao ban năng quyền cho nhóm 12, cho các môn đệ để các ông ra đi loan báo tin mừng. Phân đoạn thứ hai đấy là từ câu 5 cho tới câu 15 thì nói về những cái chỉ thị của Đức Giêsu cho các tông đồ khi lên đường đi loan báo tin mừng. Phân đoạn thứ ba đấy là chương 10 câu 16 cho tới câu 23 đấy, thì Đức Giêsu cũng nói cho các tông đồ về cái việc mà các ông sẽ phải chịu sự thử thách, sự bách hại vì tin mừng. Có một cái kinh nghiệm về sự bách hại vì tin mừng. Phân đoạn thứ tư đấy là từ câu 24 cho tới câu 25 thì Đức Giêsu cũng nói tới việc là cái sự vu cáo chống đối cả thầy lẫn trò. Nếu người ta đã chống đối Đức Giêsu thì trong sứ vụ của các môn đệ đấy cũng sẽ gặp phải cái sự bách hại và chống đối. Phân đoạn thứ 5 ở chương 10 từ câu 26 tới câu 31, trong khi mà đối diện với sự bách hại của thế gian, của các quyền lực thế gian đấy, thì Đức Giêsu Ngài nói các môn đệ là đừng có sợ, đừng sợ sệt là những kẻ bách hại. Phân đoạn tiếp theo đấy là từ câu 32 cho tới câu 33 thì nói tới việc là tương ứng giữa việc tuyên xưng, tuyên nhận Đức Giêsu trước mặt người đời thì cũng thế, Đức Giêsu sẽ tuyên nhận người ấy trước mặt Thiên Chúa, và ngược lại, nếu chối bỏ Đức Giêsu trước mặt người đời thì Đức Giêsu trong ngày sau hết cũng sẽ chối từ người ấy trước mặt Thiên Chúa. Phân đoạn thứ 7, tức là từ câu 34 cho tới câu 39 thì nói tới việc vì tin mừng, vì Đức Giêsu mà có thể dẫn tới sự chia rẽ. Và đồng thời trong phân đoạn này cũng nói tới cái tư cách môn đệ đích thực của Đức Giêsu. Phân đoạn thứ 8, tức là phân đoạn cuối cùng trong chương 10 này, từ câu 40 cho tới 42 là kết luận về cái việc mà người ta tiếp đón các môn đệ Đức Giêsu. Ai tiếp đón các môn đệ thì tức là tiếp đón chính Đức Giêsu, và ai tiếp đón Đức Giêsu thì tức là tiếp đón chính Đấng đã sai Ngài, tức là Thiên Chúa Cha. Thế thì trong hai cái phân đoạn cuối cùng này, trong bài tin mừng Chúa Nhật tuần tới, thì chúng ta sẽ tìm hiểu một cách chi tiết hơn.
Và trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Nhật thứ 12 mùa thường niên, phụng vụ năm A này là tin mừng Matthew chương 10 câu 26 tới câu 33, thì nằm trong hai cái phân đoạn, tức là phân đoạn thứ 5 và thứ 6, từ câu 26 cho tới câu 33 đó, nói về việc là đừng sợ những kẻ bách hại, và cái việc nói về tuyên xưng và tuyên nhận Đức Giê-xu hay là từ chối Đức Giê-xu trước mặt người đời. Trong cái đoạn tin mừng hôm nay, bài tin mừng hôm nay thì chúng ta có thể thấy là được chia thành bốn phần rất là rõ rệt. Thứ nhất là từ câu 26 cho tới câu 31 thì Đức Giê-xu có nói tới ba cái nỗi sợ. Nhưng mà dĩ nhiên ở đây Đức Giê-xu nói là đừng sợ, anh em đừng sợ. Đừng sợ khi phải công bố tin mừng. Từ câu 26 cho tới câu 27. Từ câu 28 thì nói tới việc là đừng sợ những kẻ giết hại được, chỉ giết hại được thân xác thôi. Mà đúng hơn là hãy sợ đấng mà có thể tiêu diệt cả xác lẫn hồn trong hỏa ngục. Đức Giê-xu ngài nói thế. Và đoạn thứ 3 đấy là từ câu 29 tới câu 31 thì nói tới việc là đừng có sợ. Đừng có sợ chi, bởi vì chính Thiên Chúa là đấng gìn giữ, là đấng quan phòng, là đấng bảo toàn mạng sống của các môn đệ. Vượt qua những ba cái nỗi sợ này thì đến cái điểm cuối cùng trong bài tin mừng hôm nay đấy, từ câu 32 cho tới câu 33 thì nói tới việc người môn đệ đấy phải trở nên dạng dĩ và sống chứng tá tin mừng, làm chứng cho tin mừng trước mặt người đời. Đấy là tổng quát những cái bối cảnh cũng như cái cấu trúc của đoạn tin mừng hôm nay. Và trước khi đi vào phân tích chi tiết bài tin mừng này thì xin kính mời quý ông bà và anh chị em cũng như toàn thể quý vị chúng ta cùng đọc và lắng nghe bài tin mừng hôm nay. Vậy đừng sợ chúng, vì không gì che giấu mà lại sẽ không bại lộ, và không gì kín ẩn mà lại sẽ không bị thấu biết. Điều ta nói với các ngươi trong bóng tối, các ngươi hãy nói ra nơi ánh sáng. Điều các ngươi rỉ tai nghe được, hãy rao trên sân gác. Đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được hồn. Hãy sợ đấng có thể diệt được cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ há không bán một đồng tiền sao? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý cha các ngươi. Cả những sợi tóc trên đầu các ngươi cũng đã cộng sổ rồi. Vậy đừng sợ, các ngươi quý giá hơn nhiều con chim sẻ. Vậy phàm ai xưng ta ra trước mặt người đời, thì ta cũng xưng kẻ ấy ra trước mặt cha ta đấng ngự trên trời. Còn ai chối ta trước mặt người đời, thì ta cũng sẽ chối kẻ ấy trước mặt cha ta đấng ngự trên trời. Chúng ta sang phần thứ hai, đấy là giải thích bản văn tin mừng Matthew chương 10 câu 26 tới câu 33. Trước hết chúng ta tìm hiểu trong các câu 26 tới 27. Câu 26 tới câu 27 này thì nói tới việc là đừng sợ khi công bố tin mừng. Các môn đệ hay những người tin cần thiết phải vượt qua cái nỗi sợ hãi chung chung về sự chống đối của thế gian. Cho nên ở đây Đức Giê-xu ngài nói vậy đừng sợ chúng. Thế chúng ở đây là những ai? Thế chúng ta có thể xem ở trong ngôn sứ Giê-rê-mi-a ở chương 1 câu 8. Hay là trước đó nữa, nói về việc mà Đức Chúa ngài kêu gọi ngôn sứ Giê-rê-mi-a để đi công bố lời của ngài. Nhưng mà Giê-rê-mi-a đã sợ. Nhưng mà Đức Chúa ngài nói hãy can đảm, bởi vì Đức Chúa ở cùng ngôn sứ.
Cho nên Đức Chúa nói với ngôn sứ Jeremia trong chương 1 câu 8: đừng sợ chúng. Chúng ở đây có nghĩa là chư dân, không phải là dân Israel theo nghĩa là dân tuyển chọn của Thiên Chúa, nhưng ở đây là chúng, ở đây là chung chung đối với chư dân. Đừng sợ chúng, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi, và sấm ngôn của Đức Chúa. Và trong cái ơn gọi của Jeremia này thì Đức Chúa nói tới việc mà cái Jeremia được kêu gọi để đi công bố lời của Chúa, như được nói tới ở chương 1, Jeremia chương 1 câu 10. Ngài nói tới: coi hôm nay ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước, để nhổ, để lật, để hủy, để phá, để xây, để trồng. Đấy là cái sứ vụ của ngôn sứ Jeremia khi được Đức Chúa kêu gọi để đi công bố lời của Ngài cho chư dân, cho muôn dân, và dĩ nhiên là cũng cho cả dân Do Thái nữa. Thế khi Đức Giê-xu nói là vậy thì đừng sợ chúng, ở đây nhắc cho chúng ta nhớ tới cái điển tích về ngôn sứ Jeremia, nhưng mà đồng thời trực tiếp trong đoạn 11, Matthew chương 10 này thì chúng ta cũng thấy là ở chương 10 câu 19 trước đó chẳng hạn, thì sẽ nói là sẽ có những người, người ta sẽ nộp các môn đệ cho công nghị, cho tòa án người đời. Rồi ở câu 23 thì nói tới việc người ta sẽ bắt bớ, sẽ đến thời người ta bắt bớ các môn đệ. Rồi ở câu 17 trước đó nữa thì nói tới việc là người đời, người đời sẽ ghen ghét, người đời sẽ chống đối, người đời sẽ bách hạ. Và chúng ta thấy rằng là thực tế cái sự từ chối, lắng nghe và đón nhận tin mừng thì đã có đó và vẫn còn đó. Và tuy nhiên những môn đệ của Đức Giê-xu được trao quyền năng, như nói tới ở chương Matthew chương 10 câu 1 ấy. Và khi đã nghe hiểu những lời giảng dạy của Đức Giê-xu trong diễn từ thứ nhất từ Matthew chương 5 cho tới chương 7 ấy, thì không thể không loan báo tin mừng này một cách công khai trước mặt thiên hạ. Cho nên Đức Giê-xu Ngài nói tiếp: vì không gì che giấu mà lại sẽ không bại lộ, và không gì kín ẩn mà lại sẽ không bị thấu biết. Điều ta nói với các ngươi trong bóng tối thì các ngươi hãy nói ra nơi ánh sáng, và điều các ngươi rỉ tai nghe được hãy rao trên sân ga. Khi Đức Giê-xu còn tại thế thì tin mừng như thế mới chỉ được phần nào tỏ lộ cho các môn đệ và cho những người tin nhận Đức Giê-xu. Nhưng sẽ tới thời, tức là sau khi Đức Giê-xu chịu chết và sống lại, nghĩa là thời của Hội Thánh, thời loan báo tin mừng của Hội Thánh, thì tin mừng sẽ được công bố một cách phổ quát cho tất cả mọi người thuộc mọi thời và ở mọi nơi. Như chúng ta có thể đọc được ở trong Matthew chương 28 câu 18 tới câu 20, nghĩa là lệnh truyền của Đức Giê-xu cho các tông đồ để ra đi loan báo tin mừng của Chúa cho mọi loài thụ tạo. Ở đây hai động từ chia ở thời tương lai: thụ động tức là apokaluphthesetai, là bởi cái động từ là apokalupto, dịch cái là sẽ bị bại lộ hoặc là sẽ được lộ ra, và cái động từ là gnosthesetai bởi động từ nguyên mẫu là gnosko, và sẽ bị thấu hiểu hay là sẽ được thấu hiểu. Thì thường được coi, được gọi là cái thụ động thần học, cái động từ thụ động thần học, nghĩa là chính Thiên Chúa làm chủ ngữ cho cái động từ này. Và do đó thì chính Thiên Chúa làm cho tin mừng được lan rộng và lớn lên. Cho nên cái công việc loan báo tin mừng của các môn đệ, của những người tin vào Đức Giê-xu Kitô, thực ra chính là công việc mà Thiên Chúa Ngài thực hiện ngang qua các môn đệ
Và vì vậy mà khi đã nhận ra được cái sứ vụ đó thì người môn đệ không có gì phải sợ trước sự chống đối của người đời, trước sự sống chống đối của một thế gian. Như chúng ta có thể xem ở trong Công vụ chương 2 câu 47 thì nói tới, sau khi nói tới các tông đồ loan báo tin mừng, và tác giả sách Công vụ có nói tới là lời Thiên Chúa càng ngày càng được lớn mạnh và càng ngày càng có nhiều người tin theo đạo, tin theo Chúa. Và nghĩa là chính Thiên Chúa Ngài tác động để cho lời, cho tin mừng được phát triển. Và chúng ta sang cái nỗi sợ thứ hai mà Đức Giê-xu Ngài nói tới ở đây, đấy là đừng sợ những kẻ giết hại thân xác. Chúng ta biết là trong thế giới này cái bạo lực nó có đó. Tuy nhiên là bạo lực thì không có bóp nghẹt được tự do hay là sự thật của hàng con cái Thiên Chúa. Nếu công cuộc loan báo tin mừng hay là việc sống tin mừng là công việc của Thiên Chúa và chính Thiên Chúa hoạt động, thì người môn đệ Đức Kitô không có gì phải sợ sệt cả. Cho nên Đức Giê-xu Ngài mới nói đừng sợ những kẻ giết được thân xác nhưng không thể giết được linh hồn. Hãy sợ đấng có thể diệt được cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Chúng ta dừng lại một tí ở đây để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về cái khái niệm đó là linh con người toàn diện, xét như là cả thân xác lẫn linh hồn. Cái hạn từ thân xác ở đây trong tiếng Hy Lạp ấy gọi là soma. Soma thì thường có nghĩa là thân thể, và đôi khi cũng được dùng để chỉ về cái tử thi. Và cái từ soma này thì được dùng chung cho cả con người và động vật. Tuy nhiên trong Kinh Thánh, trong cách nhìn của Kinh Thánh thì soma còn có ý nghĩa như là một thân mình mầu nhiệm, nghĩa là muốn chỉ về chính thân thể Đức Kitô đã chịu hiến tế trên thập giá, và do đó cũng là cái thân thể mầu nhiệm, tức là hội thánh của Chúa Kitô. Rồi cái từ soma này thì khác với lại xác. Cái danh từ xác mà Chủ nhật tuần trước trong bài tin mừng chúng ta cũng đã tìm hiểu, xác muốn nói tới chính là cái xác thịt, thân xác con người. Và hình như là chỉ dành riêng cho để nói về thân thể, thân xác con người mà thôi. Hình là xác thịt con người và thân thể con người. Và linh hồn ở đây thì là psyche trong tiếng Hy Lạp, linh hồn hay còn gọi là sinh hồn. Thế con người xét như là một toàn diện, con người toàn diện thì gồm có soma hay là xác, nghĩa là thân xác này, cùng với này psyche là linh hồn sống động, linh hồn. Thì trong bản 70 gọi là he psyche soza, tức là muốn nói tới một cái hữu thể, con người là một hữu thể thuộc linh sống động. Chúng ta có thể thấy rõ hơn khi mà đọc ở trong cái bản tiếng Hebrew, Kinh Thánh tiếng Hebrew Sáng Thế chương 2 câu 7. Khi mà được gọi là một con người, Adam, Ha Adam, con người xét như là một con người toàn diện, gồm cả hồn lẫn xác. Thì trong Sáng Thế chương 2 câu 7 có nói tới việc là Thiên Chúa Ngài nặn hình con người. Ngài nặn hình con người và Ngài lấy cái gọi là cái bụi đất để nặn lên hình, lên con người. Trong tiếng Hebrew gọi là Apa means Adama. Apa ở đây là cái bụi đất, nhưng mà chúng ta phải hiểu theo cái nghĩa là những cái gì đó nó là tinh túy nhất từ bụi đất, từ đất, là đất tốt, đất có thể canh tác được.
Thành ra bây giờ thân xác con người hiểu theo nghĩa là xác, thì là Thiên Chúa Ngài đã lấy từ những cái tốt nhất, theo cách diễn tả của Kinh Thánh, cái tốt nhất, cái tinh túy nhất để tạo nên con người, nhân loại này. Và khi tạo thành con người, hình dáng con người, thì Thiên Chúa Ngài thổi hơi sống vào cho con người. Ở trong tiếng Hebrew gọi là Nishmas Chayim, tức là khí thần sự sống, mà có thể nói như thế. Và một cách diễn tả rất đặc biệt, và chỉ có khi Thiên Chúa tạo dựng con người thì mới sử dụng cái cụm từ gọi là Nishmas Chayim, tức là chỉ về cái suy khe là linh hồn con người bắt nguồn từ chính cái hơi sống của Thiên Chúa. Và như vậy thì khi Thiên Chúa Ngài thổi cái khí thần sự sống của Ngài vào trong cái con người đấy, trong cái hình dáng mà đã được nặn ra từ cái tinh túy nhất của đất đấy, thì con người trở thành Nefesh Chaya, tức là trong Nguyễn Thế Thuấn Ngài dịch là trở thành một mạng sống. Hay chúng ta có thể hiểu một cách cụ thể hơn, đấy là con người là một hữu thể thuộc linh, hữu thể sinh linh. Nghĩa là ở nơi con người chúng ta, một con người toàn diện gồm có thể xác và linh hồn. Nhưng mà tất cả những cái điều này, một cách diễn tả rất đặc biệt, đấy là Thiên Chúa Ngài tạo dựng con người chúng ta một cách rất là đặc biệt, khác hẳn với các sinh vật, các động vật. Hay là chúng ta có thể đọc trước đó chương Sáng Thế chương 1 câu 26 tới câu 27, thì nói tới việc là Thiên Chúa Ngài tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa và như Thiên Chúa. Thiên Chúa Ngài trao ban cho con người để quyền cai quản trên mặt đất này. Thành ra chúng ta thấy là thân xác con người xét như là một toàn diện thì khác hẳn với thân xác con vật. Cho nên ở đây Đức Giê-xu Ngài đã nói tới việc là những kẻ mà bách hại các môn đệ đấy, thì người ta giết hại, hoặc là nói tới việc là giết hại người công chính, hay là giết hại những người tin tuyên nhận Đức Giê-xu, tuyên nhận Đức Giê-xu, thì chỉ có thể giết hại ở bình diện thân xác. Mà thân xác ở đây là soma, mà vốn là thứ mà chung cả với lại con vật. Còn con người xét như là hữu thể thuộc linh sống động và tồn tại đời đời, thì những kẻ giết hại đấy, những người bách hại đấy không làm gì được. Hay chúng ta có thể nói một cách sâu xa hơn, đấy là những kẻ bách hại đấy không thể tiêu diệt được sự thật và ánh sáng. Vì vậy mà các môn đệ không phải sợ, không phải sợ những người đó, không phải sợ chúng, mà đúng hơn phải sợ đấng có quyền ban sự sống và rút lại sự sống đời đời mà ném vào hỏa ngục. Nghĩa là phải kính sợ và vâng lời Thiên Chúa hơn là sợ hãi và thỏa hiệp trước người phàm bất chính. Chúng ta có thể thấy một cách rõ hơn đọc ở trong Công vụ chương 4 câu 19-20, khi các người trong thượng hội đồng cấm các tông đồ không được loan báo về Đức Giêsu Kitô, thì chính Phêrô và Gioan đã mạnh dạn nói phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta, hơn là vâng lời các ông. Điều mà chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã nghe, chúng tôi đã biết thì chúng tôi không thể không nói ra, tức là mạnh dạn công bố lời tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Ở chương 10 câu 29 tới 31, tức là nói tới cái nỗi sợ thứ ba, đừng sợ vì Thiên Chúa là đấng bảo toàn. Sự tự do và nguồn bình an và sự sống đích thật chỉ dành cho những người thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta biết là Thiên Chúa là đấng tạo thành vũ trụ và duy trì vạn vật theo lòng nhân hậu của Ngài. Thiên Chúa quyền năng và thấu biết mọi sự.
Và Thiên Chúa cũng là đấng yêu thương quan phòng. Và chúng ta có thể đọc được trong Matthew chương 6 câu 25 tiếp theo trở đi. Ở đây thì Đức Giêsu ngài nói tới việc mà Thiên Chúa yêu thương quan phòng và qua cách nói của Đức Giêsu, hai con chim sẻ há không bán một hào xa. Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý cha của anh em. Cả những sợi tóc trên đầu anh em cũng đã cộng sổ rồi. Ở đây cách diễn tả là hai con chim sẻ bán được một hào. Trong cái cách tính tiền tệ của người Roma, thời đế quốc Roma đó, ở đây một hào tức là Asarion. Một Asarion tức là cái đơn vị tiền tệ nhỏ nhất của thời đế quốc Roma. Một Asarion thì bằng 1/16 của một đồng tiền, gọi là denarion. Và một denarion thì là bằng một bằng tiền lương một ngày của người lao động phổ thông. Như vậy thì chúng ta thấy là ở đây một hào tức là 1/16 của đồng denarion thì mua được hai con chim sẻ. Như vậy là một ngày lương của một người lao động bình thường thì có thể mua được 32 con chim sẻ. Và chúng ta cũng biết được rằng là chim sẻ thì cũng thường là thức ăn của người nghèo thời bấy giờ. Thế một hào, ở đây Đức Giêsu nói tới một hào, một đơn vị tiền tệ nhỏ nhất mà mua được hai con chim sẻ, loài vật nhỏ bé mà lại cũng là cái thức ăn của người nghèo, là cái cách diễn tả về điều gì đó rất là nhỏ bé và kém quan trọng. Tuy nhiên chúng ta thấy là cho dù điều nhỏ nhất và có vẻ như tầm thường ấy thì nó cũng không ngoài ánh nhìn của Thiên Chúa. Ở đây khi mà Đức Giêsu đề cập tới chim sẻ, con chim sẻ, thì ngài cũng muốn nhắc các môn đệ và điều mà ngài đã giảng dạy trong hiến chương nước trời ở chương 6 câu 26 chẳng hạn. Hãy coi chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào lẫm, và cha của anh em đứng ở trên trời nuôi nấng chúng. Anh em không hơn chúng sao? Như vậy thì là Thiên Chúa ngài luôn giữ gìn và bảo vệ. Cái cách diễn tả tiếp theo mà Đức Giêsu ngài nói ở chương 10 câu 30 đã nói tới việc là cả những sợi tóc trên đầu anh em cũng đã cộng sổ rồi. Điều mà Đức Giêsu nói tới ở đây đấy, không một con chim nào rơi xuống mà ngoài thánh ý, ngoài ý của Thiên Chúa, nghĩa là Thiên Chúa ngài thấy và ngài thấu biết. Hay là ngay cả những sợi tóc ở trên đầu cũng đã được tính cả. Thì quả thật là Thiên Chúa ngài đã thấu biết và đảm bảo ngay cả những sợi tóc và con chim sẻ như thế. Thì các môn đệ không cần phải sợ hãi, không còn phải sợ hãi. Cho nên Đức Giêsu ngài mới nói đó, vậy đừng sợ, các ngươi quý giá hơn nhiều con chim sẻ. Sau khi Đức Giêsu ngài đã nói tới ba cái nỗi sợ, và dĩ nhiên là điều mà Đức Giêsu nói với các môn đệ là đừng có sợ, đừng có sợ, thì ngài đi tới một cái điểm trong đoạn tin mừng hôm nay, đấy là chương 10 câu 32 tới 33, chúng ta có thể gọi đấy là nói tới việc sự dạn dĩ làm chứng và hay là sống chứng nhân tin mừng của người môn đệ. Trên Đức Giêsu ở câu 32, chương 10 câu 32 này ngài nói: vậy phàm ai xưng ta ra trước mặt người đời thì ta cũng xưng kẻ ấy ra trước mặt cha ta đấng ngự trên trời. Ở đây chúng ta thấy có cái cách diễn tả đấy là ai tuyên xưng ta. Ai tuyên xưng
Ai tuyên xưng ta trong tiếng Hy Lạp gọi là homologesei en emoi, là bởi động từ homologeo, có nghĩa là nói năng nhất quán hay là việc tuyên bố một cách công khai, và cũng có nghĩa là xưng tụng, ca tụng. Và cái cách diễn tả đó là trước mặt người đời, em prosenton anthropon, cái trạng ngữ gọi là em prosten, trước mặt. Thì ở đây thường được hiểu cái động từ gọi là động từ tuyên xưng cộng với lại cái trạng từ là trước mặt, em prosten, thì các nhà chú giải thường hiểu đây như là nói tới việc tuyên xưng Đức Kitô trước tòa án người đời, trước tòa án. Và đây là cái tòa án liên quan đến việc gọi là đón nhận hay là tin theo Đức Giêsu trong tư cách là môn đệ của Ngài. Thế thử thách và bách hại thì luôn có đó, nhưng mà không vì thế mà người môn đệ có thể sống hai mặt. Nghĩa là không nhất quán tuyên nhận và sống điều mình đã tin. Cho nên khi được chất vấn về chính lòng tuyên xưng của mình, và thậm chí là khi bị cấm đoán, bị cấm cách, thì hơn lúc nào hết chính lúc đấy ta lại được mời gọi để tuyên xưng một cách mạnh dạn về Đức Giêsu Kitô. Và trường hợp của Phêrô trước Thượng Hội đồng Do Thái chẳng hạn, khi Thượng Hội đồng cấm ngặt các tông đồ không được loan báo tin mừng, không được loan báo về danh Đức Giêsu Kitô, thì Phêrô đã lên tiếng một cách rất mạnh mẽ, như được nói ở trong Công vụ chương 4 câu 12: hẳn không có ơn cứu độ nơi một người nào khác nữa, vì dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban xuống cho nhân loại để phải nhờ vào đó mà chúng ta trông được cứu thoát. Và như ở tiếp tục câu chương 4 câu 20 này, thì sau khi đã cho đánh đòn các ngâm đe và cho đánh đòn các tông đồ, thì Thượng Hội đồng này cũng cấm không được tiếp tục rao giảng về danh Đức Giêsu Kitô. Thì chính Phêrô và Gioan đã nói đó, phần chúng tôi, điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, và chúng tôi không thể không nói. Cho nên chúng ta thấy là cái sự gian dĩ tuyên xưng Đức Giêsu trước tòa án người đời, như được nói ở chợ đây, như là cái tiêu chuẩn để Đức Giêsu ngài tuyên nhận người môn đệ trước tòa án Thiên Chúa. Trong câu 32b chúng ta thấy. Cho nên sứ vụ, hay là nói một cách khác là công bố hay là tuyên xưng lòng tin vào Đức Giêsu Kitô, và căn tính, nghĩa là những người thuộc về Đức Giêsu Kitô, và chúng ta gọi là Kitô hữu chẳng hạn, Kitô hữu là những người thuộc về Đức Kitô, thế thì sứ vụ đó và căn tính của người môn đệ phải được gắn liền với nhau, không thể bị tách rời. Nghĩa là khi đã tin nhận Đức Giêsu Kitô thì đồng thời chúng ta lại cũng được mời gọi để sống và tuyên xưng ngài ở mọi nơi, mọi lúc trong đời sống đức tin của chúng ta. Ở câu 33 thì Đức Giêsu nói cũng cùng một ý nghĩa đấy, nhưng mà ở mặt tiêu cực. Đấy là còn ai chối ta trước mặt người đời thì ta cũng sẽ chối kẻ ấy trước mặt Cha ta đấng ngự trên trời. Matthew chương 10 câu 33 ở đây diễn tả về cái mặt tiêu cực của tư cách người môn đệ hay là đời sống đức tin của chúng ta. Là cách sử dụng cái động từ ở đây là aranesetai, và động từ là aneomai, có nghĩa là một mực khước từ và khăng khăng không nhận. Và cũng cái trạng ngữ đó là emprosten, và trước mặt, thì cũng cho phép chúng ta có thể hiểu là trước tòa án người đời
và trước tòa án Thiên Chúa. Cho nên một khi ai đã chối bỏ Đức Giêsu và không hối cải thì người ấy cũng bị từ chối trước nhan Thiên Chúa. Hiện hay chúng ta có thể diễn tả một cách khác như là tác giả Tin Mừng Marco ở chương 8 câu 38 cũng trong cái ý nghĩa này: kẻ nào hổ thẹn chối ta và các lời ta trước mặt thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, thì con người cũng hổ thẹn chối nó khi Ngài đến trong vinh quang Cha Ngài với các thánh thiên thần. Và chúng ta sang phần thứ ba, tức là nói tới một vài điểm sắc tín trong đời sống đức tin của chúng ta. Bài Tin Mừng hôm nay, Matthew chương 10 câu 26 tới 33 đấy, thì đặt cho chúng ta ở trong một cái bối cảnh rộng hơn, tức là ở trong cả cái diễn từ thứ hai của Đức Giêsu, tức là những chỉ thị về việc loan báo tin mừng hay thi hành sứ vụ của các môn đệ. Thì thứ nhất chúng thấy là như nhóm 12, thì mỗi một người tin, chúng ta mỗi một người tin cũng được trở thành môn đệ của Đức Giêsu Kitô và được Ngài ban cho quyền năng trên các thần ô uế, mà khiến họ có thể xua đuổi chúng và chữa mọi tật nguyền bệnh hoạn. Matthew chương 10 câu 1 nói cho chúng ta điều đó. Mỗi người tin được trao lệnh truyền loan báo tin mừng nước trời đang có mặt ở trần gian này. Matthew chương 10 câu 7 nói tới chỉ thị của Đức Giêsu cho các tông đồ. Và nước Thiên Chúa là vương quốc của bình an và chữa lành. Matthew chương 10 câu 8 nói cho chúng ta điều đó. Thế giờ đón nhận tin mừng nước Thiên Chúa thì nghĩa là trao phó chính đời mình cho Thiên Chúa, đấng hằng xót thương và quan phòng đối với tất cả tạo thành này. Bởi vì Thiên Chúa chính là cha của mọi người chúng ta. Matthew chương 6 câu 9 nói tới kinh lạy cha, chúng ta hay đọc: lạy cha chúng con ở trên trời. Thiên Chúa là cha của tất cả mọi người, người cha yêu thương và quan phòng. Thế ở trong Đức Giêsu Kitô thì con người được bình an với Thiên Chúa và được hòa thuận với nhau bằng tình huynh đệ và sống hài hòa với thiên nhiên vạn vật. Đấy là tin mừng nước Thiên Chúa. Nhưng ai đón nhận lấy tin mừng nước Thiên Chúa thì được sống ở trong cái sự bình an với Thiên Chúa, được hòa thuận, sống trong tình huynh đệ và được sống hài hòa với thiên nhiên vạn vật. Nhưng mà tiếc rằng là phần đông nhân loại, cụ thể những kẻ được cho là cầm cân nảy mực thế giới và nắm giữ vận mạng dân tộc, thì chính những người này lại theo đuổi một vương quốc vắng bóng Thiên Chúa của Đức Kitô. Và thậm chí một tiểu số đã giành giật cái quyền lực bằng mọi giá, mà những người này chủ trương một đế chế bạo lực. Người ta bất chấp sự thật và công lý, và người ta có thể sẵn sàng giết hại người công chính, và thậm chí người ta còn xử án oan cho người vô tội, biến kẻ vô tội thành người có tội. Chúng ta thấy kinh nghiệm rất rõ ràng trong cái xã hội của chúng ta ngày hôm nay. Rồi người ta sẵn sàng bịa đặt nhằm ức hiếp người bần cùng. Rồi người ta cũng khai thác và tàn phá thiên nhiên một cách mù quáng. Và chúng ta cũng kinh nghiệm cái điều này trên thế giới ngày hôm nay. Và con người ta đối xử với thiên nhiên một cách rất bạo lực và rất bạo tàn. Và chúng ta thấy là những con người này họ làm tất cả những điều này là vì cái lòng tham lam,
và cái sự vô đạo. Người ta khước từ Thiên Chúa của Đức Kitô, người ta không đón nhận cái tin mừng nước Thiên Chúa. Và chính những cái kẻ chủ trương cái đế chế như thế này thì thường lại bách hại môn đệ Đức Giêsu Kitô. Tuy nhiên, tin mừng Đức Giêsu hôm nay nói với chúng ta một cách rất rõ ràng. Đừng sợ những kẻ giết được thân xác nhưng không thể giết được linh hồn. Hãy sợ đấng có thể diệt được cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Đối với mỗi người tin chúng ta, nhờ sức mạnh Đức Giêsu Kitô, một khi vượt qua được nỗi sợ hãi. Và trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu Ngài nói với chúng ta, nhấn mạnh tới chúng ta ba cái nỗi sợ của người môn đệ mà phải đối diện, phải gặp phải. Và có thể nói là cái nỗi sợ về một thế gian chống đối. Như được nói tới ở câu 26-27, có một cái kinh nghiệm của người đời ở trong tin mừng Matthew gọi là người đời, nhưng mà hiểu theo nghĩa là cái người đời mà thuộc về cái thế giới, thuộc về cái thế gian chống lại Thiên Chúa. Và theo đó cũng chống lại những người thuộc về Thiên Chúa. Đức Giêsu nói với chúng ta, vượt qua cái nỗi sợ hãi, đừng sợ chúng. Và cái nỗi sợ thứ hai đấy là ở trong câu 28, Đức Giêsu nói tới một cái thế gian, một cái thế giới, một cái thế gian bất chính. Đừng sợ những người mà có thể chỉ có thể giết được anh em về thân xác nhưng mà không giết được linh hồn. Một cái thế giới chủ trương bạo lực, một cái thế giới sử dụng quyền lực bất chính để bách hại người công chính. Rồi cái nỗi sợ thứ ba đấy là cái thế gian gọi là cái thế gian ích kỷ, cái nỗi sợ hãi về chính con người, về chính mạng sống của mình. Mà Đức Giêsu này cho chúng ta biết đừng sợ tất cả những cái nỗi sợ đó, bởi vì có Thiên Chúa đó. Và một khi đã vượt qua được nỗi sợ đấy thì người môn đệ giản dị sống thực tại Chúa Kitô trong chính thực tại đời mình. Và xác tín rằng duy chỉ Thiên Chúa mới có toàn quyền trên cuộc đời mình. Người môn đệ không bao giờ quỵ lụy trước bất cứ quyền lực nào ngoài Đức Giêsu Kitô, bởi vì chính Ngài đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Được nói tới ở Matthew chương 28 câu 16 trở đi. Đức Giêsu đấng phục sinh đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Và bây giờ những người thuộc trở thành môn đệ của Đức Giêsu thì cũng được chính Ngài trao quyền năng đó, trao năng quyền đó cho chúng ta, cho những người tin. Thành ra việc của người môn đệ bây giờ đấy là khôn ngoan sống và công bố tin mừng Đức Giêsu Kitô trong mọi hoàn cảnh. Và tôi thiết tưởng đấy là cái sứ điệp cũng như là cái điểm xác tín, những cái điều xác tín mà chúng ta có thể rút ra trong bài tin mừng hôm nay để giúp cho chúng ta thực sự trở thành con cái của Chúa, con cái của sự tự do và của sự thật, của sự sáng. Và với sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa thì chúng ta không còn phải sợ hãi bất cứ điều gì ngoại trừ lòng kính sợ Thiên Chúa. Xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em cũng như quý vị đã theo dõi. Tôi hy vọng rằng với những gì mà chúng ta vừa tìm hiểu với nhau cùng chia sẻ, giúp cho chúng ta có được một cái sự xác tín hơn trong chính cái tư cách là môn đệ của Đức Giêsu Kitô, giúp cho chúng ta kinh nghiệm được chính quyền năng của Chúa để thực sự chúng ta bước ra khỏi tất cả những cái nỗi sợ và làm cho chúng ta chùn bước trong đời sống đức tin. Xin kính chúc quý ông bà và anh chị em cũng như quý vị được tràn đầy ơn thánh của Chúa. Và chúng ta hẹn gặp lại trong chương trình Tìm Hiểu Tin Mừng Chúa Nhật vào tuần tới. Và xin chào quý ông bà và anh chị em.